Hello mọi người, quay trở lại với cái series 3DsMax. Thì ở video trước thì mình đã có hướng dẫn cho mọi người là cái cách tạo cái lỗ ở trên một cái bề mặt phẳng, mà đó là chỉ là một lỗ thôi. Còn ở video này thì mình sẽ tiếp tục cái bài đấy, video đấy, nội dung đấy, nhưng mà nó sẽ là tạo nhiều lỗ hoặc là nhiều cái khối hình dạng tròn ở trên cùng một mặt phẳng. Thì cái cách xử lý lưới nó như thế nào thì ở video này mình sẽ nói về cái nội dung này. Đầu tiên thì vẫn như cái quy tắc cũ của mình, ở cái bề mặt mình phải tạo thêm lưới cho nó đã, tạo nhiều lưới thì cái hình của mình nó mới tròn được. Ở đây thì mình đã tạo sẵn rồi, lưới mình đang để là 16 26, và đối với cái bề mặt này thì mình phải sắp xếp cho nó là hình vuông. Cái tội mỗi cái ô này là một hình vuông. Mình sẽ làm 4 lỗ ở góc và một lỗ chính giữa. Này, như thế này. Bên này nó hơi lệch một ô rồi. Bên này chỉ có 4 ô, bên này là tới 5 ô lận. Có thể là mình chọn rộng ra một xíu. Rồi. Sau đó là insert. Rồi, ở bước này thì mình sẽ cần phải convert poly mới dùng được cái plugin. Cho nên là sẽ phải copy backup một cái để là có sai thì mình còn lấy lại được cái lưới này. Convert poly. Sau đó là scale cho nó nhỏ lại. Scale nhỏ lại để cho nó vừa hình tròn. Theo thói quen thôi, thế này thì mình sẽ xóa đi để ít rút xuống hoặc là làm nổi lên. Thế này mình sẽ làm ngược lại một xíu nhé, mình sẽ làm nổi lên này trước sau. Ok, sau khi làm nổi lên thì mọi người thấy là cái đường viền của nó đang bị gãy cạnh. Ở đây là nó đang bị mất cái smoothing group, cho nên là ở bước này mình sẽ phải chọn lại smoothing group cho nó, chọn hết. Sau đó là kéo xuống phần smoothing group, clear all và auto smooth lại cho nó. Rồi thì mọi người thấy là cái bề mặt của mình nó đã cong lại rồi. Nếu như mà đối với cái số lượng lưới như này thì mình có thể là không turbo cũng được. Rồi, công việc tiếp theo là mình phải chặn cạnh và xử lý lại những cái phần lưới dư. Đầu tiên là những cái cạnh này mình phải chamfer cho nó đã, hoặc là cáp cái phần này lại. Rồi mình sẽ dùng cái RapidTool để mình cáp nha. Rồi để coi thử xem cáp một lần hết có được hay không. Không được. Mình sẽ tu nhanh cái phần này nhé. Đối với những cái trường hợp mà mình cần làm cho nó nổi lên mà mình nối lưới lại thì tốt nhất là không nên xóa cái mặt đi, Mình để nguyên cái mặt đấy luôn. Rồi ở đây mình sẽ phải chọn lại cái cạnh để mình chấm phơ. À, mặt sau mình sẽ không làm, sau để symmetry lại. Rồi, ở bước này mình cần có một cái turbo smooth để chết lưới. Ở bước này mình sẽ chấm phơ turbo smooth, mình sẽ bật cái normal này lên, chấm phơ. Tại vì cái này là mình đang chấm phơ theo cạnh cho nên là không cần thiết là phải chọn 20 độ hay là 45 độ. Rồi muốn cho cái phần cạnh nó mềm thì mình phải tăng cái amount lên. Ở đây thì mình hay để là 2 để nhìn cho nó mượt. Rồi còn cạnh phía bên ngoài là mình chưa chọn cạnh phía bên ngoài. Đây là cái kết quả khi mà mình chưa turbo nhé. Đây là đã turbo rồi. Rồi vậy thì mình sẽ phải giảm lưới ở cái bước edit poly như thế này. Đầu tiên cứ thấy cái cạnh nào không cần thiết, nó không có liên quan tới cái khối phía sau, nó nằm ở trên một mặt phẳng thì mình sẽ xóa đi. Lượng lưới bây giờ đang là 36 carat. Rồi và những phần này nó cũng đang bị dư cho nên là mình sẽ phải collapse nó lại. Nếu mà chọn hết collapse một lần thì nó sẽ ra như thế này. Rồi cạnh đây cũng không cần nữa, mình sẽ xóa đi. Mình sẽ phải collapse cái phần này lại. Rồi cứ như vậy thôi, thì collapse lại hết tất cả những cái phần không cần thiết. Trường hợp này mình có thể collab ở đây luôn cũng được, tại vì nó sẽ không có bị overlap. Đấy. Cố gắng là làm trên dưới giống nhau. Hình này thì có thể là symmetry trên dưới, trái phải cũng được. Rồi ở phần này chúng mình sẽ giãn cái lưới này ra, hay giãn cái lưới này để nó không có bị overlap vào phần nhíu lưới. Mình sẽ tu nhanh qua đoạn này nhé. Nếu mà cái thao tác collab của mình nó sử dụng lặp đi lặp lại nhiều thì mọi người có thể là dùng cái phím tắt, mình cài một phím tắt để mình sử dụng cho nhanh. Đấy. Đây thì mình đang làm từng bước cho nên là mình sẽ không sử dụng phím tắt. Rồi, phần lưới nào dư mình sẽ bỏ đi. Phần này chưa collab. Đây, mọi người sẽ phải canh theo cái lưới ở phía bên này mình làm như thế nào. Đối với hình này thì symmetry qua cho nó sẽ nhanh hơn. Rồi mình sẽ sim. Đầu tiên là phải để về center pivot đã. Rồi symmetry lập để cái threshold này mình sẽ để số thông số thấp thôi để cho nó quay được cái điểm ở giữa. Rồi này sim là do cái lưới của mình nó không có đúng này. Tăng thông số này lên thì sẽ quay nhiều hơn. Rồi tiếp tục quay lưới phần này dư mình sẽ phải xóa làm như thế nào để cho nó ra lưới 4. Đây là lưới 4 này, đây là đang là lưới 3 thì mình sẽ xóa phần này đi. Rồi đây đang nối 3 điểm này lại, mình sẽ nối 3 điểm này lại để giống với lại hình dạng bên kia. Lưới này đang bị dư. Rồi, chỗ này mình sẽ collab lại. Đấy. Nhưng mà đây là nó đang là 3 lưới thẳng xuống, bên này collab như thế này là sai. Bây giờ mình xóa đi như thế này thì không được, mình phải collab này trước. Rồi bên này. Đấy, thì bây giờ là đã xóa được rồi. Ok, phần này dư bỏ đi, phần này collab. Mọi người nên luyện tập cái phần collab này lại nhiều lần để mình nắm được cái quy tắc và nhìn vô là mình sẽ biết là collab ở đâu và giữ lại ở đâu, chứ nếu không là collab tầm bậy. Rồi phần này là phải giữ lại này. Các bạn hạn chế sử dụng cái các cái điểm vortex bên chỗ selection này, mình sẽ bấm phím tắt 1, 2, 3 gì đó thì cái tốc độ thao tác của mình nó sẽ nhanh hơn. Rồi chỗ này thì mình sẽ collab vào đây luôn, đẩy cái này ra để không bị overlap. Bên này mình sẽ target well vào 1, 2, 3. Bốn điểm là đủ. Chỗ này có thể là target quay qua này, chỗ này luôn. Đấy, nó sẽ đẹp hơn gì. Này là nói ở trên khác, dưới khác. Nên thống nhất tất cả các góc để mình có được cái hình nó đẹp hơn, cái lưới nó đẹp. Rồi, tạm thời là như thế này. Nào, nếu thích thì mình sẽ chỉnh lại cho cái này nó vuông vức thẳng thớm lại, còn nếu không thì để nguyên như này. Cạnh trên là xóa rồi, cái cạnh này là chưa. Đấy, có thể làm cái này được 4, 4, 3, 3 thì turbo smooth lên, nó sẽ ra cạnh 4 như mình. Cạnh này không xóa được nhé, cạnh này là cần có để mình giữ lại cái form ở đây. Cạnh mình xóa đi thì chỗ này là ra ngon, lưới nó sẽ ra rất là xấu. Rồi. Ở đây thì mình có thể là collab những cái phần này lại cũng được, tại vì nó không nằm ở trên một cái cạnh, nó nằm ở trên một phẳng như này. Sao đây? Rồi vẫn phải có một cái turbo smooth để mình check lưới xem nó có bị lỗi hay không. Nếu như này là ok là để nguyên. Nếu trường hợp mà mình collab lại và mình xóa cạnh đi mà ở đây nó bị móp là mình phải để nguyên trạng lại như cũ cho nó, mình sẽ không có xóa lưới ở phần đấy. Lưu ý là chỉ collab điểm ở trên bề mặt phẳng thì cái lưới nó sẽ không bị gãy, chứ còn không phải là vị trí nào mọi người cũng có thể collab được đâu. Như ở cạnh ngay chỗ này, ở đây là không thể collab được này, nó sẽ bị móp. Hoặc là collab cái này lại luôn cũng được, không sao. Vì sao là mình có thể xử lý được ở những cái phần góc như này. Rồi, bên này mình nối lưới và bên này mình không nối thì kết quả turbo là nó sẽ ra được như này. Đấy, mọi người thấy nó đang tập trung lưới vào những cái phần mà cạnh này thôi, và mình sẽ phải có một cái edit poly tiếp theo để mình xóa bớt cái cạnh dư này đi. Rồi. Còn ở đây mình có thể dùng similar để mình chọn những cái vị trí nó tương ứng, nó nhanh hơn. Rồi phần này thừa rồi là mình sẽ không xóa nhé, tại vì hầu như là nếu mình xóa thì nó sẽ ra cạnh 3 và ngon nó nhiều hơn. Đây là đang bị ngon, đây là ngon, mình sẽ check từ ngon selection đó, nó sẽ bị ngon ở chỗ này, cho nên mình sẽ không có xóa nó đi. Rồi check ngon đang bị mặt dưới là do vô tình mình xóa một cái cạnh. Check ngon lúc nào vô tình quét cái chuột xóa mất cạnh này. Ok nào, bây giờ mình sẽ so sánh lưới, nó chỉ còn 12.000 thôi, 12.000 lưới so với lại cái cũ của mình là 36.000 đấy. Thì đây là cái cách mà mình tối lưới, thì nó cũng chỉ có một quy tắc thôi, những cái vị trí nào mà không cần lưới mọi người sẽ xóa đi và phải đảm bảo cho nó là lưới 4 hoặc là lưới 3. Mình có thể chấp nhận được lưới 3 nhưng mà ở cái trường hợp là nó không có nằm trên cái cạnh đấy, mình sẽ vẫn còn lưới 4 nhưng mà lượng lưới của mình nó giảm được rất là nhiều. Ok rồi thì mọi người cứ dựa theo những cái quy tắc mà mình vừa nói, mọi người luyện tập, rồi sau đó là nếu mà có cái thắc mắc hoặc là có cái nào mà không rõ muốn giải đáp thì mọi người cứ để lại cái câu hỏi thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Video của cái bài ngày hôm nay thì kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tới. Bye bye, tạm biệt mọi người.